Vô đi mọi người ơi. Stop. Ok. Rồi, ai vô điểm danh nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ ôn lại trong cái phần câu hỏi về triệu chứng này. Và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người cái cách để mà lấy lại cái file này tải về trên máy để mình sử dụng trên điện thoại hoặc là mình sử dụng trên máy tính thì ok ha. Rồi, ai vào điểm danh nha. Hôm nay là mình sẽ ôn hơi bị nhiều đó. Tổng cộng đó là nó có tới 64 thẻ lận. Rồi, ok, mình bắt đầu ha. Tôi sẽ chạm nhẹ vào răng của bạn. Rồi, cái này là ôn lại nha. Mình sẽ chờ mọi người nha. Tôi sẽ chạm nhẹ vào răng của bạn là gì? I will. I will tap on your teeth. I will tap on your teeth. I will tap on your teeth. Tap là chạm nhẹ. Tap. Tap, ok. Tôi sẽ kiểm tra nướu của bạn. I will examine your gums. Examine. 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 Âm này âm 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 A. A, E. Thì examine. Đó, mình đọc chữ A nhưng mà mình bè cái miệng ra. Thì nó cũng sẽ ra được cái chữ này nha. Examine. Và nhấn là nhấn âm 2 này. Examine. 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 Examine là kiểm tra. Tôi sẽ ấn vào nướu của bạn. I will push on your gums. I will push on your gum. I will push on your gums. Răng lung lay. Răng lung lay là gì mọi người? Loose teeth. Loose teeth. Tôi sẽ ấn vào nướu của bạn. I will push on your gums. I will push on your gum. Vui lòng nhổ ra. Please spit. Please. Spit. Spit. À, cái từ chữ này rất là dễ nha. Nhìn như thế nào, đọc y chang như vậy. Spit. Please. Please. Nhớ đọc âm cuối nha mọi người. Khạc nhỏ. Spit. Spit. Tôi sẽ chạm nhẹ vào răng của bạn. I will tap on your teeth. Đó. Còn mọi người nhớ là hãy cắn răng sau lại với nhau là cái gì không? Please, please tap your back teeth together. Bleeding gum. Bleeding gums là gì mọi người? Chảy máu nước. Nói tôi nghe các triệu chứng mà bạn có. Tell me what? Tell me what symptoms you have. 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 Loose. Tooth. Loose. U dài nè. U. Loose. 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 Là gì? Răng lung lay ha. Mặt má. Mặt má. À, nói là bây giờ cái mặt răng, mặt cái mặt bên má. Hướng má là cái gì? Cheek. Side. Cheek. Cái chữ này là chữ chờ nha. Chờ mà chu miệng nè. Cheek. Cheek. Side. Side. Stained teeth. Yellow teeth. Stained teeth and yellow teeth là gì? Răng. Răng ố vàng ha. Hoàn thành. Hoàn tất. Finish. Finish. Những âm đầu ha. Finish. Nói tôi nghe các triệu chứng mà bạn có. Tell me what symptoms you have. Tell me what symptom you have. Swollen gums. Swollen gum là gì? Swollen, nhấn âm đầu. Âm này âm Âu nè. Swell thì đọc âm W mạnh nè. Swell. Âm này là âm Ơ nè. E viết ngược, âm Ơ. Swollen là sưng nước.
Inner. Surface. Inner surface. À, nhớ chữ surface nha mọi người, chứ không phải là surface nha, mà là surface. 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 Mặt khẩu cái. Mặt khẩu cái. Lip. Side. Lip side là mặt. Mặt môi. Mặt môi. Đầu răng. Toothache. 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 Giải thích. Explain. 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 Examination. Examination là việc kiểm tra ha. Hôm nay mình vừa mới ôn lại examine là kiểm tra, thì examination là việc kiểm tra. Oh, có đau không? Is it painful? Is it painful? Painful. Painful. Painful, những âm đầu ha. Cái lỗ trong nướu răng của tôi. A hole in my gum. A hole in my gum. Tongue. Side. Tongue, side, tongue. Ớ, âm này em ớ. Ớ ngờ ân á, thờ ân thân nè. Tongue. Tongue. Side, ai ai đờ. Side. Side. Mặt lưỡi. Mặt lưỡi. Bạn có câu hỏi nào không? Do you have any? Do you have any questions? Do you have any question? Question. Cái chữ này là chữ chờ nè. Question. Mẻ răng. Chip. Chip. Tooth. Chip. Tooth. Chewing surface. Chew. Surface. Chewing surface. Mặt nhai. Mặt nhai. Tôi sẽ giải thích chi tiết. I will explain. I will explain the details. I will explain the detail. The detail. The detail. Răng nanh kế bên răng cửa. Răng nanh là gì? Kế bên là sit next to. Răng cửa là the incisor. Canine sit next to the incisor. Canine sit next to the incisor. Detail. Details là gì? Chi tiết. Bạn có câu hỏi nào không? Do you have any questions? Do you have any question? À, cái này mới học hôm qua ha. Kẽ răng. Kẽ răng là gì? Between. Between the teeth. Tôi sẽ giải thích chi tiết. I will. Tôi sẽ là I will. Giải thích là explain. Chi tiết là the. I will explain the details. Details. I will explain the detail. Explain. Đó, cái này mọi người đọc cho nó đúng nha. Ik, ik. Dạ, chứ không phải là x, chứ không phải là explain, mà là explains. Explain. Kiểm tra xong rồi. The examination has finished. The examination has finished. Cái chữ này bỏ has đi. Nếu như mà mình nói thông thường mình không nhớ thì sao? Examination finished. Ha. Thuật ngữ. Thuật ngữ là gì? Re. Receding gums. Recede. Receding gum. Recede là tụt nè. Recede. Gum. Receding gum. Oh, có đau không? Is it? Is it painful? Is it painful? Kiểm tra xong rồi. The examination. The examination has finished. The examination. The examination. Has finished. Tooth loss. Tooth loss là gì? Mất răng. À, hôm nãy răng lung lay là gì? Lose. Lose. Lose teeth. Còn là tooth loss là mất răng khác ha. Bệnh nha chu. Periodontal. Periodontal. Đi. Periodontal. Disease. Disease. Tôi sẽ kiểm tra nướu của bạn. I will examine. I will examine your gums. Examine. Examine. Mặt nhai. Examine. Mặt nhai là gì mọi người? Nhai là chữ sing gum á. Sing gum là nó là chữ chewing gum á. Chewing là nhai. Chewing surface. Chewing surface. Surface. Tôi thấy đau giữa các răng. I feel pain between my teeth. Răng nanh kế bên răng cửa. Rồi, kế bên cái chỗ này là cái chữ gì?
Canine sit gì? Canine sit next to the incisor. Next to. Tôi sẽ giải thích chi tiết. Giải thích là gì? I will explain the details. Explain. Receding gums. Recede. Là gì? Tụt nước ha. Đó, bữa giờ mình học rất là nhiều chữ rồi mọi người. Rất là nhiều từ vựng mà liên quan tới bệnh về nướu nè, bệnh về răng nè. Ở dưới nướu. Ở dưới là gì? Below. Below. Việc kiểm tra. Examination. Examination. Chi tiết. Detail. Detail. Mặt lưỡi. Mặt lưỡi. Lưỡi là gì? Tongue. Mặt là gì? Tongue. Side. Side. Explain. Explain là gì? Là gì mọi người? Giải thích ha. Tell. Tell. Tell là gì? Tell me what symptoms you have. Là hãy cho tôi biết. Mặt môi. Mặt môi. Môi là lip. Side. Side. Food stuck between teeth. Food stuck. À, nghe cái chữ food là đồ ăn đúng không? Stuck là gì? Between teeth là giữa các kẽ răng nè. Bị nhét thức ăn đó. Stuck. Stuck. Sờ vào thấy tất không? Nhìn mặt ông này nè. Sờ vào tất có nghĩa là stuck, kẹt thức ăn. Between the teeth. Kẽ răng. Kẽ răng. Mặt khẩu cái. Mặt khẩu cái là gì? Inner. Inner. Surface. Inner surface. Mất răng. Tooth. Tooth. Loss. Loss. Sưng nước. Swa. Swollen gums. Swollen. Swollen. À, chứ phải là swollen gum. Rồi, răng lung lay. Loose. Loose. Tooth. Loose. Tooth. Finish. Finish là hoàn thành. Nói tôi nghe các triệu chứng mà bạn có. Tell me what symptoms you have. Tell me what symptoms you have. Nếu bị đỏ, sưng và đau. Đỏ là gì? Nếu là gì? Nếu là gum, được chưa? Đỏ là gì mọi người? Red. Sưng là swollen. Đau là painful. Nếu bị đỏ, sưng và đau. Red. Swollen. Painful. Gum. À. Kiểm tra xong rồi. The examination has finished. The examination has finished. Finished. Có nghĩa là cái thì này là thì quá khứ có ed nè. Nên là chỗ này mình đọc thêm có âm t số cùng nha mọi người. Finished. À. Rồi, khoảng hở giữa các răng. Gap. Gap. Between. Teeth. Cheek. Side. Cheek. Side. Mặt gì? Mặt má. Mặt má nha. Rồi, ok. Như vậy là mình đã đi xong qua được là ôn lại những cái bài cũ của mình rồi. Từ vựng hôm nay không cho thấy. Rồi để mình coi coi mọi người vào đông không để mình hướng dẫn cho mọi người nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chỉ lại cho mọi người cách thức để mà lên tải cái bộ này về ha. Hiện tại bây giờ ở đây bao nhiêu người đã có phần mềm Anki rồi? Đã có phần mềm Anki trên điện thoại rồi, vui lòng comment cho mình số 1 đi. Hoặc là nếu như mà xài điện thoại á, thì số 1. Mà xài trên máy tính á, thì số 2 nha. Để mình nhìn vô đây mình biết coi mọi người biết tới đâu rồi. Mình hướng dẫn cho nó dễ. Nè, có số 1 rồi đúng không? Số 1, số 2 luôn. Số 1 điện thoại nè. Ok, nếu mà rồi. Nếu như mà trên điện thoại thì cũng tương tự trên máy tính thôi, nhưng mà nó khác giao diện chút xíu thôi. Trên điện thoại á thì mọi người bấm vào cái dấu cộng. Mọi người làm luôn đi, bấm vào cái dấu cộng cái xong cái chọn đó là gì. Để mình coi lại trên điện thoại coi. Anki. Rồi mọi người sẽ bấm cái dấu cộng. Dấu cộng trong phần mềm Anki nha, nó có cái dấu cộng nè. Bấm vô cái dấu cộng đó. Cái xong rồi nó sẽ hiện ra là cái gì? Tạo bộ thẻ, nhận các bộ thẻ đã chia sẻ. Mọi người hãy chọn là nhận các bộ thẻ đã chia sẻ.
Đó, bấm vô đó. Sau đó rồi nó sẽ hiện ra cái trang web y chang như là trên màn hình mọi người thấy ở đây. Nó sẽ hiện ra cái trang web này. Ha, y chang như vậy nghe. Rồi mọi người đánh vô trong cái ô tìm kiếm á là giúp từ từ chờ mình chút xíu. Mọi người đánh vô trong cái ô tìm kiếm á, đánh cái chữ Vũ Đà Lạt vô để viết liền không dấu, Vũ Đà Lạt search. Rồi. Đó thì nó sẽ ra là cái gì? Hai cái bộ mình đã chia sẻ cho mọi người nè. Cái bộ tiếng Anh nha khoa giao tiếp khi khám phần 1, mọi người bấm vô đó. Là nó sẽ ra được cái bộ mình mới chia sẻ đây, bộ mình đang hướng dẫn mọi người học đây. Rồi mọi người chọn tải, download về là tự động nó sẽ tải về máy ha. Là tự động nó sẽ cập nhật vào trong cái điện thoại của mình luôn. Nha. Nếu như mà không cập nhật trong cái điện thoại của mình thì sao? Khi mình tải về rồi mình hãy bấm vào cái file mà mình vừa mới tải á, thì tự động nó sẽ mở nó cập nhật vào trong cái phần mềm Anki trên điện thoại của mình. Còn nếu như mà ai đang sử dụng á, là máy tính á, thì mọi người vào trong cái đường link á, là đường link này nè. Chờ mình chút xíu. Đây, cái đường link này. ankiweb.net/share. Rồi sẹt chữ deck, DECKS. Đó. Ở đây mình không có zoom cho mọi người xem được nè. Ha. Sau đó rồi khi mà vào trong web đó rồi, mọi người cũng bấm cái chữ Vũ Đà Lạt xong rồi tìm kiếm search, rồi xong đó chọn cái bộ mà mình chưa có tải về là cái bộ này, tiếng Anh nha khoa giao tiếp khi khám nè, bấm lên rồi sau đó mình chọn download tải về. Đây mình có cái hiện không? Ok, như vậy là xong. Thì khi mà mọi người tải về trong máy rồi thì cái gì, nó sẽ sử dụng y chang như những cái gì mà mình hướng dẫn cho mọi người, giống như trên phần mềm Anki đây, là nó sẽ hiển thị ra y chang như vậy. Đó, cái phần là những câu hỏi triệu chứng nè, nó sẽ hiện ra cái mục này. Mọi người bấm vô đây. Thì muốn học cái nào á, thì mình muốn học các câu giao tiếp, bấm vô các câu giao tiếp. Muốn học từ vựng là vị trí nè, từ vựng về các triệu chứng nè, về nướu hoặc là về răng thì bấm vô đó. Còn không, nếu mà học chung hết, xáo trộn hết tất cả các phần, thì mình chọn vào cái mục chính là cái mục lớn này. Bấm vô đây, sau đó mình chọn Study Now là bắt đầu người ta sẽ trộn lên cho mình và cho mình tập học ha. Rồi như vậy là chúng ta đã đi qua được một cái phần nữa rất là hay. Có nghĩa là chúng ta đã đi là thứ nhất là 20 câu mà giao tiếp ở trên ghế rồi. Và bây giờ là chúng ta đang có một cái bộ thẻ mới nữa, đó là các câu hỏi khi mà mình hỏi người ta về cái triệu chứng của người ta là cái gì, vấn đề của họ nằm chỗ nào, thì người ta mô tả về cái vị trí răng, răng trước, răng sau, rồi tôi bị đau ở chỗ nào, nướu bự sân, hay là răng cảm thấy bị lung lay, hay là bị nhét thức ăn, hoặc là răng tôi có bị nhạy cảm, hoặc là răng tôi bị vàng răng hay sao đó. Thì tất cả những từ vựng đó mình đều đã được học nha mọi người. Thì tính tới hiện tại là mình nghĩ là số lượng mà thông tin mọi người học là cũng khá khá rồi đó. Thì sắp tới cái buổi tiếp theo, buổi ngày mai, thì mình sẽ đi sâu vô, đó là ví dụ như giờ sau đó khi mà mình kiểm tra cho người ta xong, mình sẽ yêu cầu họ là cần phải chụp phim. Đó, mình sẽ học một số cái câu mà hướng dẫn cho người ta đi chụp phim như thế nào. Rồi sau đó thì sẽ có những cái như là về nhổ răng nè, và những cái thông tin lưu ý giúp cho họ khi mà nhắc nhở họ sau khi mà điều trị xong thì sẽ có những làm những cái gì, vân vân. Đó, thì mình sẽ đi từng bước vậy ha. Cái bộ thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là hướng dẫn người ta chụp phim như thế nào, rồi một số cái câu hỏi nhắc nhở trong từng cái loại hình điều trị riêng. Ví dụ như là làm nội nha thì sao, hoặc là nhổ răng thì như thế nào, những cái thường thức trước, rồi sau đó chúng ta lại sẽ đi sâu vào chi tiết hơn ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ có những cái câu mà dành cho tiếp tân, đặc biệt là dành cho phòng khám vừa và nhỏ đó, thì các bác sĩ có thể tự ra nói chuyện với lại bệnh nhân luôn, như là đăng ký như thế nào, rồi thu tiền ra sao. Ok, mọi người có thắc mắc gì không? À, phần mềm tên là Anki. Nếu như mà anh bác Hân nè là mới xem cái livestream này gần đây thôi á, thì có thể xem lại cái phần mềm tên là phần mềm Anki nha. ANKI Anki. Tải phần mềm đó về xong rồi xem lại cái clip này để mình biết là cập nhật cái file mà mình đang share cho mọi người như thế nào ha. Để mình kiếm lại cái file đó, mình kiếm lại cái video đó, mình sẽ add vô chung luôn cái file này, cái video này, để mọi người khi mà xem YouTube á, thì có cái link, đường link ở bên dưới, bấm vào cái đường link đó là sẽ xem lại cái hướng dẫn ban đầu của mình. Anki, đúng rồi, cảm ơn bác Trần Đạt.
nha. Thì sử dụng cái phần mềm này nếu như mà mọi người chịu học mỗi ngày một chút thôi á, là cho tới hiện tại bây giờ chúng ta đã nhuần nhuyễn ít nhất là phải được 30 câu mà có thể xài để giao tiếp với bệnh nhân ở trên ghế rồi, rất là ổn rồi. Và tiếp theo là mình sẽ làm những cái câu khác hay hơn và những cái câu mà thường sử dụng cho tiếp tân. Rồi trong quá trình mà mọi người sử dụng có vấn đề gì hãy một đó là nhắn tin cho mình qua Facebook cũng được hoặc là qua YouTube cũng được. Còn không thì có thể phản hồi ngay trực tiếp lên trên cái phần mềm Anki này, nó có cái phần đó mà bình chọn hoặc là liên hệ với tác giả đó, thì mọi người cứ chat vào thì dựa trên đó thì mình sẽ cải tiến cho nó tốt hơn. Ok rồi, chúc mọi người một buổi tối tốt lành và mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra khoảng cỡ 20 tới 30 phút để mình cùng ôn và mình cùng học, biến cái việc mà tiếng Anh nha khoa nó còn không còn khó nữa, nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Ok, bye bye.